thì có 12 cung hoàng đạo, tương ứng với 12 chiếc chìa khóa. Hãy mở ra cánh cổng của cung Bạch Dương. Cùng chị Kính đu trên cung Bạch Dương với các TikToker thôi nào. Câu 1, em bé nào được đu trên biến hình này? Trên TikTok với mẹ từ khi vừa sinh ra, đu đủ hơn 1 tháng tuổi không thể bỏ qua trend này được. Ba bố còn đầu tư cho em hẳn một album ảnh cơ mà. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chiếc chìa khóa. Hãy mở ra cánh cổng cung Bạch Dương. Câu 2, cơ mà ai mới là người thuộc cung Bạch Dương nhỉ? Em đu đủ nè, đu trên này quá là hợp lý rồi. Vừa có video đu trên, vừa có ảnh xinh mang về nữa chứ. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chiếc chìa khóa. Hãy bỏ ra cánh cổng cung Bạch Dương. Adi. Câu 3, vậy chị Trà thuộc cung hoàng đạo nào? Thuộc cung cự giải nhé. Nghe nói người thuộc cung này xinh xắn mà hiền lành lắm đấy. Ai cự giải thì vào xác nhận đi nào. Người của gia đình vua mình kìa. Điều lại đang cả cung cự giải. Câu 4, sau khi biến hình cung Bạch Dương, fan có yêu cầu chị Trà biến hình cung khác không? Làm sao được cơ chứ? Con mà bà còn bận chăm đu đủ nữa nên không có thời gian chiều fan được đâu. Dương theo yêu cầu của ai? Chiều fan thứ hai thì chắc chắn là chị Kính thứ nhất rồi. Theo yêu cầu của fan thì chị Thanh Mèo lên ngay video biến hình cung Bạch Dương. Quá đỉnh luôn. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chiếc chìa khóa. Hãy mở ra cánh cổng cung Bạch Dương. Chị Thanh Mèo đã biến hình bao nhiêu cung hoàng đạo? Có vẻ đây là TikToker chiều fan nhất quả đất. Cứ fan yêu cầu làm cung gì thì chị ấy làm hết. Đến giờ là bà đu hẳn 4 cái trend biến hình cung hoàng đạo rồi đấy. Chị Thanh Mèo thuộc cung hoàng đạo nào? Theo suy nghĩ của chị Kính thì ai cung sư tử nhìn cũng sẽ đánh đá, nhưng chị Thanh Mèo thì ngược lại nhá, bả cung sư tử đấy mà hiền khô ạ. Cung Bạch Dương là con gì nhỉ? Đó là hình ảnh chú cừu trắng ngây ngô. Ai thuộc cung này cũng sáng sủa ngây thơ thì phải. Bạch Dương vào xác nhận giúp chị Kính đi nào. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chiếc chìa khóa. Tại sao
sao mấy dạo này lại nổi lên trên biến hình cung Bạch Dương? Bạn không nhầm đâu, hiện giờ đang là thời gian diễn ra cung Bạch Dương đấy, nên các TikToker mới thi nhau đu trend này. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chiếc chìa khóa. Hãy bỏ ra thành công cung Bạch Dương. Ngân đang biến hình cung Bạch Dương đây không? Sai rồi bé ơi, chị Ngân đang biến hình cung Sử Nữ đấy, bà thuộc cung Sử Nữ mà. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chiếc chìa khóa. Hãy bỏ ra, nắm cổ cung với nữ. Mà bạn có biết thực chất có tất cả bao nhiêu cung hoàng đạo không? Chính xác là 13 cung hoàng đạo đó, vì mới đây các nhà nghiên cứu đã xác nhận có thêm một cung nữa. Theo truyền thuyết thì có tất cả 12 cung hoàng đạo, tương ứng 12 chiếc chìa khóa. Hãy bỏ ra đánh cổ cung Bạch Dương. Có chuẩn hay không, nhưng ai cung xà phu thì điểm danh cái đi nào. Hãy mở ra cánh cổng thứ 13, cánh cổng cung xà phu. Câu 13, cơ mà câu chuyện bạn nghe ở trên này là chuyện gì? Câu chuyện truyền thuyết cung Bạch Dương, bạn nào tò mò thì lên mạng đọc đi nha, cuốn không lối thoát luôn. Câu 14, idol của bạn có gia nhập đường đua biến hình cung Bạch Dương này không? Comment xuống dưới nhé. Video đến đây là hết rồi, bạn cùng chờ đón những màn biến hình của 12 cung hoàng đạo nào. Đừng quên like và đăng ký kênh cho chị Kính đấy.